Ok, xin chào mọi người. Thì cái video này em sẽ quay để hướng dẫn chi tiết mọi người sử dụng cái phần mềm Simo Zalo. Nó sẽ là cái hướng dẫn cài đặt, download cài đặt cũng như là hướng dẫn sử dụng từng cái tính năng một trong cái phần mềm này. Và quan trọng hơn là cái cách thức có những cái điểm đặc biệt gì trong cái phần mềm này và sẽ giúp được mọi người khai thác được gì. Đó, thì đầu tiên là cái phần download. Download thì mọi người có thể vào cái trang chủ trực tiếp của TV này, tvsoftware.vn. Ở cái giao diện chính này á, thì sẽ hiển thị hầu hết là toàn bộ cái phần mềm hiện tại ATP đang cung cấp, đang hỗ trợ. Thì mọi người có thể lấy cái symbol Zalo này, bấm tải về cài đặt phần mềm này. Đó, kèm theo là tải về cái tài liệu hướng dẫn nữa. Đây là cái tài liệu hướng dẫn để mọi người tham khảo thêm. Đó, lưu vào desktop này. Okay, sau khi tải xong thì mọi người cài đặt trực tiếp cho cái file.exe này. Mọi người lưu ý là cái này không phải lỗi nha. Mọi người cứ bấm OK rồi sau đó thì ra ngoài desktop thì phần mềm nó sẽ nằm ngoài đó. Đây, đây là phần mềm Simo Zalo này và hướng dẫn sử dụng này. Đó, sau khi cài đặt xong á thì mọi người bấm vào Simo Zalo để vào phần mềm. Thì đây là cái giao diện chính của phần mềm. Đó. Mọi người đầu tiên á, là trước tiên là phải đăng nhập tài khoản, Zalo thì sẽ nhập số điện thoại Zalo đã đăng ký rồi. Thì đây là ví dụ em đăng nhập cái tài khoản của em là. Đó, thì lưu ý mọi người trước tiên đăng nhập trên này á, thì mọi người phải đăng nhập cái tài khoản Zalo đó trên cái smartphone để chấp nhận cái ứng dụng đó, như thế này này. Đó, đây là cái bạn vui lòng mở Zalo trên smartphone để chấp nhận cái ứng dụng này, sau đó chấp nhận ở trên cái smartphone cũng OK thì nhập mật khẩu, sau đó thì sẽ đăng nhập những cái tài khoản như này. Đây là những cái tài khoản mà em đã đăng nhập sẵn rồi đó. Hoặc là mọi người có thể quét cái mã QR, quét mã QR thì tương tự thôi, cũng chấp nhận rồi sau đó nhập mã. Thì giao diện chính này mọi người có thể làm được gì sau khi mà đăng nhập những cái tài khoản này á, thì trước tiên là mọi người có thể đăng nhập nhiều tài khoản và sử dụng song song được đó, tức là 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, có thể là 2, 3 chục tài khoản tùy theo cái số lượng tài nguyên mọi người có đó. Đó, sau đó thì mình có thể làm được gì, mình có thể đăng, sau khi đăng nhập thì mọi người có thể xóa xóa một cái tài khoản đó bất kỳ này, hay đăng bài. Đăng bài đây là cái tính năng đặc biệt, tức là mà thay vì là đăng bài ở trên smartphone phải đăng nhập từng tài khoản thì mọi người có thể đăng nhập trực tiếp ở trên phần mềm này. Ví dụ là bấm đăng bài này, trên cái giao diện sẽ hiển thị những tài khoản mình đã đăng nhập. Đó, nội dung này. Đó. Có một cái điều hạn chế ở phần mềm này, tức là hiện tại phần mềm bên em này chưa hỗ trợ mọi người đăng đăng ảnh lên, thì chỉ hỗ trợ nội dung với lại cái link chia sẻ thôi. Thì mọi người có thể link một cái link chia sẻ bất kỳ từ Facebook, từ một website nào đó cũng được. Trên này thì mọi người có thể đăng nhập, ví dụ như em đăng một cái bài đi, đăng một cái bài trên website đi. Ví dụ cái bài này chẳng hạn này. Đó, em sẽ copy cái đường link này, bỏ vào cái mục của link chia sẻ này. Nội dung bài viết là em có thể mọi người click vào link để tham khảo. Đó, nội dung thì mọi người có thể viết dài một chút cũng được, tùy theo cái Zalo nó giới hạn bao nhiêu, em không rõ bao nhiêu ký tự rồi. Đó, sau khi viết xong thì mọi người đăng bài toàn bộ, tức là có thể đăng bài toàn bộ hoặc là chọn một cái tài khoản. Đó, ví dụ tạo tài khoản này đang lên tường thì nó sẽ đăng một cái tài khoản này thôi, hoặc là có thể là bấm từ tài khoản thứ nhất đăng toàn bộ thì nó sẽ đăng hết cái bài này trên những cái tài khoản mà mọi người đã đăng nhập ở trên này. Đó, đó, mọi người có thể thấy là nó đang đang lên tường này, đó, thành công này, an toàn này. Ok, xong cái tính năng này tạm thời tắt ra đi. Đây là những cái tính năng mà mọi người có thể sử dụng được và trên cái giao diện chính. Quan trọng nhất là ở trong này sẽ có gì thì em sẽ vô xem phần sử dụng này, click vào một cái tài khoản này, sẽ có sử dụng này, nó sẽ ra giao diện chính này. Ở giao diện chính này cái tab đầu tiên là cái tab danh sách bạn bè, thì nó sẽ hiển thị những cái gì, đó là đầu tiên là bạn bè, tức là những đối tượng bạn bè của cái Zalo đó, tức là thằng Zalo đó. Đó, đây là thằng danh sách này, mọi người có thể lưu cái danh sách này, lưu danh sách này là có danh sách này, hay là có thể hủy hủy bạn bè của danh sách này, có thể là những đối tượng mà mọi người muốn reset lại cái nick này hay là muốn đổi đối tượng thì mọi người hủy bạn bè. Đó. Cái quan trọng nhất là cái gửi tin nhắn. Đó, đây là cái tính năng mọi người có thể chăm sóc khách hàng này, hoặc là gửi một cái event hay sự kiện hay là một khuyến mãi nào đó thì mình có thể gửi tin nhắn như thế này.
Ví dụ account name, account name nó sẽ tương ứng với cái tên của Zalo đó, ví dụ như là Lê Minh Trung Nguyễn này thì nó sẽ là tới Lê Minh Trung Nguyễn thì nó sẽ là cái tên đó, hoặc là tới một người khác thì cái account name này, cái lệnh này nó sẽ là tới cái lệnh này nó sẽ đúng với cái tên đó. Ví dụ chào Lê Minh Nguyễn nhà, chào em thì tới Lê Minh Nguyễn thì nó là sẽ là cái Lê Minh Trung Nguyễn. Đó, cái ảnh này, ảnh thì mọi người có thể chọn kèm ảnh và kèm cái nội dung. Ảnh thì tùy thôi, mọi người có thể chọn một cái hình bất kỳ ở trên cái máy tính của mọi người để nó cho nó lên thôi. Đó, ok, mọi người có thể xóa danh sách này hoặc bỏ danh sách. Thì cái này ví dụ như là những cái tài khoản mà nhiều quá, ví dụ như là đây cái tài khoản này của em khoảng 800 bạn đi, mà mỗi ngày chỉ gửi được khoảng 150 đến 200 tin thôi, thì mọi người sẽ lưu danh sách lại này, sau đó là chia file. Đó, chia file thì em sẽ tí này em sẽ nói về cái phần mình chia file. Đó, sau đó là upload lên này, đó mỗi danh sách này. Đó, ví dụ là đây danh sách là 800 người nhưng mà em sẽ chia file ví dụ 200 người thôi. Đó, thì em sẽ gửi trong danh sách 200 người, rồi ngày hôm sau em sẽ gửi tiếp. Đó. Thì đó là cái tính năng gửi tin nhắn này. Cái danh sách tiếp theo là lời mời kết bạn này. Ở danh sách này thì đây là những cái lời mời mà bạn bè, tức là một cái đối tượng nào đó gửi lời mời mà mình chưa chấp nhận thì nó hiển thị trong này. Đó, hiển thị trong này thì mọi người có thể đồng ý tất cả những đối tượng này hoặc là không cũng được. Đó, cái này thì tùy anh em thôi. Mọi người có thể gửi tin nhắn trực tiếp này, cũng tương tự như cái tab bên kia luôn, có thể là gửi tin nhắn trực tiếp này với cái nội dung và cái hình ảnh riêng. Rồi, em sẽ không nói sâu về hai cái tab này lắm tại vì nó cũng khá đơn giản. Quan trọng nhất là cái tab này, tức là tab tìm kiếm thêm bạn này. Nó thì hiện tại bên em á là có những cái đối tượng nào để nhìn dùng để kết bạn, thì hiện tại bên PTV cái phần Simo Zalo này á, thì mọi người có thể kết bạn bằng ba cái tệp khác nhau. Em sẽ ghi ở đây ví dụ như là kết bạn Zalo rồi. Này, cái tệp đầu tiên là một đối tượng kết bạn bằng một danh sách số điện thoại có sẵn. Đó, đây là cái đối tượng đầu tiên. Là ví dụ như là những anh em mà có những cái list hoặc là cái data số điện thoại có sẵn từ khách hàng cũ hoặc là từ data gì đó chẳng hạn, thì mình có thể loát lên này. Ví dụ em có một cái data, em có chuẩn bị một cái data sẵn này, đây là như là khoảng vài chục cái số điện thoại gì đó. Đó thì cái định dạng là TST và định dạng số điện thoại như này nha, là 09 gì đó, 09 gì đó. Có thể là đầu 08 cộng 84 hoặc là đầu 9 thôi cũng được, thì đây là cái định dạng em chọn thôi. Sau khi có danh sách trong điện thoại đó, thì mọi người lưu ý là danh sách mà kết bạn này trong điện thoại này nó sẽ dưới 100 nha, tức là 100 cái số thì người chia file là sau đó dưới 100, thì tí nữa em sẽ hướng dẫn mọi người cái phần mềm chia file nếu cái tệp đó nó lớn quá lớn. Đây, ví dụ cái tệp số điện thoại em có sẵn này, đây sẽ lắp lên, tức là phần mềm này nó sẽ quét những cái đối tượng nào mà sử dụng cái số điện thoại này trong Zalo thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Mình chờ xíu là nó quét. Ok, có 66 người, 66 điện thoại. Đây, sau đó thì mọi người có thể gửi gọi các bạn này. Ở cái gửi gọi các bạn này thì mọi người cái nội dung chào thì mọi người có thể thay đổi tùy theo. Ví dụ chào anh em thì nó sẽ ứng với cái người đó thì nó sẽ là tên đó. Để em ví dụ nha. Ok này, để gửi xem như thế nào. Ok, em kích lên đầu. Đó, ví dụ như là mình muốn cầm cho hàng đi, sau là cái tên là Nam này, mình muốn cầm thì nó cái lời mời, tức là cái tin nhắn mà gửi lời mời ấy, thì nó sẽ ở cái tên người này. Giờ em kích lộn nên là nó bị chạy lung tung hết rồi. Đó, ok đi. Sau đó thì sử dụng em dừng này, ví dụ em vô tài khoản đi. Này, đó là cái tính năng mà số điện, mở số điện thoại để kết bạn. Đó là cái tệp thứ nhất là cái tệp kết bạn bằng cái danh sách số điện thoại có sẵn này. Tệp thứ hai là cái tệp kết bạn quanh đây, tức là những cái đối tượng mà ở quanh một khu vực nào đó bất kỳ. Đối tượng kết bạn một đối tượng quanh một khu vực bất kỳ.
Đó, thì cái này là cái tính năng quét vân đây của Zalo đó. Thì hiện tại bên em hỗ trợ trên cái website này. Nó là play.adbsoftware.vn. Đó, mọi người lưu cái sai này lại để vào nha. Ví dụ em đánh là một cái địa chỉ, có em có thể ghi cái con chó này một cái nơi bất kỳ, hoặc là em đánh một địa chỉ bất kỳ, là một địa chỉ có sẵn luôn. Ví dụ một đời lẻ đi Nam Bình Thạnh này là cái địa chỉ của công ty em đây, ví dụ em bước này. Đó, sau đó em bấm tìm kiếm này, tìm kiếm được sau ra nó sẽ ra những đối tượng như thế này. Đó, trên này nó chỉ hiển thị 15 người nhưng mà tìm kiếm được 287 kết quả này. Đó, sau đó thì mọi người tải về này, tải về cho Simo, Facebook hoặc là Zalo. Đó, tải này. Ở cái mục tải về file đầy đủ thông tin đó, thì cái này thì dành cho những anh em là muốn tải về để hiển thị tất cả cái trường này, tức là nó sẽ hiển thị là UID này, giới tính này, độ tuổi này. Đó, thì mọi người có thể lọc lại. Còn nếu mà anh em nào muốn chuyển trực tiếp luôn thì tải về cho symbol Facebook hoặc là symbol Zalo. Đó, sau khi tải xong thì cái định dạng nó sẽ là UID Facebook. Ok, như thế này thôi. Symbol cho nó ra ngoài desktop. Ok, đây là có thể em vừa quét được này. Đây, ok. Và sau đó em sẽ mở file ATP Play này. Đó. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ là cái file này sẽ dưới 200 đối tượng. Đó, thì cái file lúc nãy em sẽ quét hơn 200 á, thì bây giờ em sẽ chia file. Chia file thì mọi người dùng cái phần mềm nào? Đây. Ở trên website bên em thì có hỗ trợ ở cái phần mềm chia file. Mọi người có thể lên cái trang chủ trực tiếp này, trang chủ này, ở cái giao diện này. Ở phần chọn thêm này. Đó. Đây là cái phần mềm chia file. ATP Twitter đó, em đã không chọn lắm. Đó, mọi người cũng có thể tải này, tải về cái phần mềm này. Nó là tương tự phần mềm mà em đang dùng đó. Làm một ngoài ở desktop này, chia file này. Đó, tải về cái giải nén này, nó sẽ là cái phần mềm này. Em sẽ bỏ cái file cần chia vào đây. Đó, sau đó bật phần mềm lên, chọn cái file cần chia này, dùng vào desktop luôn. Chia file này, đây, đây là cái file này. Ví dụ em chia là 100 đối tượng rồi. Mỗi thư mục là tạo một thư mục để cho nó có cái phần nó vỡ ra này. Sau đó chia file thì tự động thì nó sẽ vào cái phần nó vỡ này. Đó, ba file này, 200 mấy đối tượng thì nó sẽ là ba file. Đó, file này sẽ tương ứng với 100 đối tượng. Ok, sau đó thì em sẽ log lên phần mềm Simo Zalo để nó kết bạn. Mở file ATP Play này. Rồi, mở file này, open này. Đây, mở một file này. Mình chờ một xíu để cho nó kiểm tra những đối tượng mình sử dụng Zalo. Khá nhiều. 100 đối tượng. Đó, tại vì cái này là quét ban đây của Zalo nên là chính xác là 100 đối tượng này. Đó, 99 đối tượng. Rồi sau đó sẽ gửi vào cái bạn này. Điền trang này, ok. Mình cần kích nhầm dưới rồi. Đó, ok này, đó, mình có thấy không? Sau khi mà kết bạn thì nó sẽ hiển thị này, tên này, độ tuổi của người này luôn. À, mọi người lưu ý là cái kết bạn này thì mỗi người mỗi ngày trong một tài khoản là chỉ được 50 người thôi, và nó phải mất khoảng 5 tiếng, tức là mỗi tiếng nó chỉ kết bạn khoảng được 10 người, thì sau năm khoảng tầm 4 tiếng thì để xong cái tệp là 50 đối tượng đó, tức là 50 lần mời kết bạn đó. Ok, đó là cái kết thứ hai, đó là cái kết quan đây của Zalo ATP Play này. Tương tự những cái nơi khác, ví dụ là mọi người kéo theo cái này này, hoặc là nhập một cái địa chỉ bất kỳ cũng thể quét nha. Cái này nó sẽ đúng với những cái đối tượng mà bật cái chế độ này, tức là nó cũng giống như Zalo ấy. Là những cái đối tượng nào mà bật cái chế độ này, bật cái chế độ quét gần đây thì nó sẽ hiện quét được. Đó, nên là cái số lượng quét nó không được nhiều. Thì mọi người thể thay đổi cái địa chỉ này, đó, thay đổi địa chỉ để quét ra nhiều cái đối tượng gom lại một lần cũng được. Ok, đấy là cái tệp thứ hai, là cái tệp quét gần đây này. Đó, okay, em sẽ tắt đây này. Em sử dụng một cái khác đi. Đây. Cái tệp thứ ba, là cái tệp mà bên em cho rằng là hiện tại bên em chỉ bên em hỗ trợ cái này, và nó là độc quyền, là kết bạn bằng
Để UD bất kỳ. UD này là UD của Facebook. Đó, UD của Facebook này. Tức là những cái đối tượng mà từ Facebook qua thì mọi người có thể dùng cái UD đó mà mình quét và sau đó thì lát là cái phần mềm này thì bên em cũng còn bên em sẽ quét ra những đối tượng mà sử dụng Zalo để kết bạn. Để ví dụ như là em dùng hiện tại bên em thì có hỗ trợ hai cái phần mềm để quét quét đối tượng, tức là quét UD miễn phí, nó là cái phần mềm Symbol Grab này và Symbol UD này. Thì em mọi người cũng có thể tải về và các phần mềm tương tự như cái cài Zalo luôn đó, thì có cái bản hướng dẫn này đó. Thì cài về sau đó cài đặt tương tự thôi, thì em có máy em có sẵn rồi em không cài nữa. Đó, nó là cái này, nó là ví dụ như đây là Symbol Grab đi. Symbol Grab này ví dụ như là em muốn quét ví dụ như những đối tượng mà like fanpage hiện tại là ở đây là đang là like fanpage ATP Software chẳng hạn này, ở thiết theo đi bay này thì ví dụ như là ATP Software này. Đây. Đây, fanpage chính này. Lấy cái ID click vào avatar này. Đây, chọn trong này là dòng Alibaba. Sau đó mở vào cái symbol graph này, giá trị chính này. Đó, dọn chọn giá trị là đã thiết trang theo IDB này, điều kiện này, tìm kiếm này, để đánh cái tài khoản Facebook của hệ nó quét. Đó, chờ nó quét xong thì cái đẹp này có thể là vài ngàn hoặc là mười mấy ngàn gì đó. Hiện tại cái bay này có khoảng bay bên có khoảng 3 ngàn mấy gì đó, thì có thể là nó quét tầm khoảng 15-20 phút nữa là xong cái đẹp này. Thì cái này em chỉ quét demo thôi. Thì bây giờ em quét, bây giờ em tạm dừng đi. Em sẽ lưu file. Sau khi quét, ví dụ như đối tượng đã là cái bay này, lưu file này, nó bị dạng UD thôi. Dùng lại bay, ATP đi. Ok. Đây là cái file mà cần này, lưu file ATP này. Đó, cái này cái định dạng này nó là file TFT và định dạng UD Facebook. Đó, giờ em dùng cái tài khoản này để em kết nối này. Dùng là tài khoản Zalo. Em mở cái file tương tự này, file ATP play này, desktop, live ATP này, đó, chờ xíu này load lên cái danh sách này, đó, sau khi nó load xong thì cũng yêu cầu kết bạn luôn, yêu cầu kết bạn này, em chọn em hay là ví dụ là khuyến mãi gì đó, khuyến mãi vào 1/4, 1/5 hay là một cái khuyến mãi gì đó bất kỳ. Nhưng mà cái này thì không được dài lắm, hình như khoảng được 20 đến 25 ký tự gì đó. Thì mọi người nói chung tư duy ra để gửi cái này nó làm sao nó được tốt hơn. Đó, sau khi mà quét ra thì nó sẽ quét ra những cái đối tượng tên của Zalo và cái ngày tháng năm sinh luôn. Đó, Hưởng Hồ là chữ Thanh Nghi, Thanh Nghị. Đó, đây là cái tính năng độc quyền là bên em hỗ trợ, là kết bạn bằng từ một cái đẹp UD và Facebook. Ok, bên Facebook thì nó có quá nhiều đối tượng rồi, mình có thể thay các chuẩn, thì phần mềm Symbol Grab này nó có thể hỗ trợ nhiều cái tính năng khác hoặc là một số cái trường khác nữa. Đó, ví dụ độ tuổi này, cái này thì em không có nói rõ đâu, thì trên cái kênh channel của YouTube Mày TV có hướng dẫn chi tiết về cái phần mềm Symbol Grab này, thì mình có thể lên đó tìm để tham khảo. Đó, thì tương tự như hai cái đẹp kia. Đó, thì cũng có thể gửi kết bạn mà cũng chờ khoảng độ 4-5 tiếng thì nó sẽ kết bạn xong cái đẹp 50 người. Đấy, ví dụ em mở một cái này thì có gì sẽ sử dụng song song như tài khoản nha. Anh em mở một tài khoản khác đi. Đó, em cũng mở cái file lên sau đó em load đi, mở điện thoại này. Nó xong tài này. Đó cũng tương tự như cái gửi này, tức là sử dụng được song song nhiều tài khoản khác nhau. Đó, ghê chưa? Đó. Cái này phải đợi khoảng 1 tiếng này đó. Thì xong mọi người sẽ đợi 1 tiếng. Thì sau 1 tiếng nó sẽ tự động kết bạn tới 10 người tiếp theo. Và tương tự khi đến lúc nào khoảng tầm 4-5 tiếng thì sẽ xong cái đẹp 50 này. Đó. Em quên mất đó, phải đi xem mùa UD. Đó, Symbol UD thì mọi người cũng có thể tham khảo trên cái channel YouTube. Channel YouTube bên em có giới thiệu rõ về phần Symbol UD này. Nó cũng là cái phần mềm quét tệp Symbol UD này.
là cái phần mềm web này. Cái tên ra thì Beauty để hỗ trợ cho cái SEO Facebook và SEO Zalo. Ok, nói chung là những cái tính năng cơ bản rồi. Còn gì nữa ta? Cái tiếp theo là cái kiểm tra này này, kiểm tra số điện thoại là SEO Zalo này. Đây là cái tính năng này giúp là mọi người, ví dụ là danh sách anh em nào có một cái list số điện thoại còn tầm 1.000 số mà mình muốn chia cho chuẩn luôn đó, tức là lọc ra những đối tượng mà sử dụng Zalo luôn để chia file ra khỏi bị phí đó. Thì ví dụ là lọc giống như này là cái nhà lưu vực nhập những file số điện thoại này, nó sẽ quét ra những cái đối tượng nào sử dụng Zalo. Ví dụ mình có một cái tệp 1.000 đi, sau khi quét vào tầm 800 đi, sau đó mình sẽ chia ra lại là một cái tệp 50 người thôi, thì nó không bị phí những cái đối tượng mà những cái đối tượng mà mình gửi không có lượng mới tới những cái đối tượng đó. Đó sẽ có người này, sẽ lưu danh sách lại rồi. Danh sách lại, ok rồi. Nói chung là những cái tính năng cơ bản nhất của phần mềm này như vậy. Nói chung khá đơn giản thôi. Về phần trải nghiệm nữa, thì anh em có thể download trực tiếp thì mặc định đó. Trên này sau khi mà download, cái này bản quyền của em là 90 ngày. Thì ví dụ là mọi người anh em download về mở lên đó thì mặt đèn của nó ở đây là cái bản quyền dùng thử, thì mọi người anh em có thể chỉ sử dụng dùng thử 5 giờ đó. Thì để trải nghiệm những tính năng cơ bản của phần mềm này đó. Về cái kênh hỗ trợ thì hiện tại ETB có hỗ trợ cho mình những kênh sau này. Mọi người có thể lên website này thì sẽ có ngoại tuyến, sẽ có chat trực tiếp này. Trực tiếp thì giờ hành chính, ví dụ là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối đó, thì sẽ có nhân viên chắc trực tiếp hỗ trợ tư vấn từ A đến Z những phần mềm hay là những cái thắc mắc mà anh em cần giải đáp, hoặc là cái kênh hotline này thì họ hết gọi rồi giờ nào cũng được, nhưng mà tránh khuya quá. Cái kênh thứ hai là cái kênh fanpage này thì có mọi người cũng có thể qua cái Facebook này tìm ATP Software, nó sẽ ra cái fanpage chính rồi. Thì cái độ rip nó cao thì nó sẽ ở chỗ nó cao, nó sẽ ra cái đầu tiên này, đây là fanpage chính của bên em, bên ATV. Thì ở đây cũng có một số cái bài post cũng là cái content khá hay, mọi người có thể tham khảo, hoặc là có nhu cầu gì hay là cần hỗ trợ gì cũng có thể inbox theo cái ghi đó. Ví dụ alo chẳng hạn đi. Okay. Tiếp theo là cái group thì hiện tại ATV xây dựng cái group bao gồm những khách hàng thân thiết này và những cái đối tượng anh em. Nhờ những cái đối tượng nào mà có thể là chưa mua phần mềm hay là muốn tìm hiểu gì đó có thể vào group này. Trong này thì có quá nhiều tài liệu và những kiến thức về marketing này, về những cái kênh social như là Facebook, Zalo hay là Instagram gì đó, và những cái tài liệu gì đó thì mọi người có thể vào group này tìm ATP support tự động hóa một cái vỡ hàng, tìm ra cái tự hỏi sẽ phải ra. Hiện tại thì group này cũng khá đông thành viên và lượng reach cũng khá cao đó. Mình có thể xem này, bài post trên này nó khó nhiều, thì mọi người ví dụ như có thắc mắc gì cũng có thể post một cái bài đó, một bài những nội dung ví dụ là cần hỗ trợ gì đó về phần mềm gì đó hay là cần tư vấn gì đó. Thì bên em sẽ duyệt bài và sau đó thì hỗ trợ và tư vấn cho mọi người đó. Đặc biệt ở đây thì có một cái bài post riêng, trên này thì có khá nhiều cái tài liệu này đó, các nội dung hay của ATV Software này từ trước đến giờ. Đó, những cái quà tặng này, đó, những cái tài liệu về quản trị này, là những cái thủ thuật này, Facebook này, cheat hay là những cái tút mở khóa Facebook hay là những cái gì đó, nói chung là nó có khá nhiều, em chỉ nói sơ thôi. Hay là những cái bài viết hướng dẫn khai thác những cái phần mềm đó, dù đây là xin một Facebook này, hay là xin một Instagram này, hoặc sẽ xin một Zalo đó, mọi người dùng cái xin một Zalo có thể vào đây để xem những cái bài post nói về cái phần mềm này, hay là những cái story nói về cái phần mềm này đó. Nên tham khảo trước đó, hay là những cái công cụ khác thì cũng nhớ là có trực tiếp ở đây, có cần hỗ trợ gì thì mình có thể liên lạc. Hoặc là cái kênh tư là kênh profile thì có khá nhiều, thì có thể inbox cho em hoặc là inbox một đối tượng, một cái nhân viên nào đó ở ATP. Nói chung là đấy là sơ những cái tính năng mà cơ bản của phần mềm SEO Zalo này. Thì mọi người có thể comment trực tiếp tại cái video trên YouTube này để có thể nhân viên hỗ trợ tư vấn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.